Phiên tòa xét xử vụ chạy thận khiến 9 người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã bị trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung vì một số lý do. Trong đó có việc là cần điều tra làm rõ trách nhiệm đối với ông Trương Quý Dương, nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Theo một số nguồn tin thì hiện ông Dương đã từ Canada về Việt Nam. Việc ông này về nước được cho là để phục vụ điều tra lại vụ án này, theo phán quyết mới đây của Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình. Trước đó thì vào ngày 15 tháng 5, ngày diễn ra phiên tòa xét xử vụ án chạy thận, ông Dương đã xuất cảnh sang Toronto, Canada. Lý do xuất cảnh của cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình được vợ ông cho biết là để chăm sóc cháu ngoại. Trải qua 12 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình xét thấy đây là vụ án được xã hội quan tâm, gây hậu quả nghiêm trọng, khiến 9 người tử vong, 10 người khác bị ảnh hưởng do tồn dư độc tố sử dụng cho chạy thận. Quá trình xét xử, hội đồng xét xử nhận thấy có những dấu hiệu vi phạm tố tụng sau khi truy tố. Các chứng cứ tố cáo Hoàng Công Lương chưa được rõ ràng, có nhiều tình tiết mới, có nhiều vấn đề bị bỏ qua, không có khả năng làm rõ tại phiên tòa. Bên cạnh đó, hội đồng xét xử kiến nghị điều tra làm rõ đối với việc ông Trương Quý Dương, nguyên giám đốc bệnh viện, trong việc ký kết hợp đồng liên doanh sửa chữa thiết bị trong bệnh viện.